Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ năm, 30 tháng 7 năm 2015. Chương trình phát hình của bản tin của Trình Đốn gồm có phần tin đáng chú ý và sau cùng là phần phỏng vấn võ thành nhân về những quy luật mới của hướng đạo Hoa Kỳ do Quý Châu thực hiện. Phần tin đáng chú ý gồm cả những tin chính sau đây. Thượng viện phê chuẩn cho ông Dunford làm viên chức quân sự hàng đầu. Thủ tướng Anh viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên. Trưởng cơ quan TSA hứa khép lại những sơ hở an ninh tại các phi trường. Trước hết, kính mời quý khán thánh giả theo dõi bản tin chi tiết. Thẩm phán liên bang dọa quy tội kinh thường cho trưởng cơ quan IIS. Thẩm phán liên bang dọa quy tội kinh thường cho trưởng quỹ IIS là ông John Koskinen sau khi cơ quan này không giao ra theo lệnh những tư điện tử mới tìm được của cựu viên chức Louis Lerner. Thẩm phán Emmett Sullivan của tòa US District đã ra lệnh cho IRS hôm 1 tháng 7 phải giao ra các tư điện tử của bà Lerner theo căn bản mỗi tuần để đáp lại một đơn kiện của nhóm theo dõi Judicial Squads. Đơn kiện này chú trọng tới vụ tai tiếng năm 2013. Qua đó, IRS nhận biết rằng các nhân viên đã chọn ra một cách không thích đáng Tea Party và những tổ chức bảo thủ khác để duyệt xét kỹ lưỡng thêm khi họ làm đơn xin quy chế miễn thuế trong các cuộc bầu cử năm 2010 và năm 2012. Tuy nhiên, tại một cuộc tranh luận trước tòa US District ở Washington hôm qua, ông Sullivan dọa quy tội kinh thường cho các viên chức IIS, kể cả ông Koskinen, vì đã không giao ra các tài liệu theo lệnh vào mỗi ngày thứ hai. Thẩm phán này đã bác bỏ lý do cung cấp bởi IIS và Bộ Tư pháp cho việc không giao ra tài liệu. Ông Sullivan còn cảnh cáo luật sư Jeffrey Klimas, đại diện cho Bộ Tư pháp, là ông này cũng không được miễn trừ khỏi việc quy tội kinh thường. Thượng viện phê chuẩn cho ông Dunford làm viên chức quân sự hàng đầu. Hôm qua, Thượng viện phê chuẩn cho tướng thủy cô lục chiến Joseph Dunford làm chủ tịch ban liên thông môi trưởng. Tổng thống Barack Obama từng ca ngợi ông Dunford như là một nhà lãnh đạo đã giúp hoạch định vai trò thay đổi của binh sĩ Hoa Kỳ tại Phú Hãn. Khi tổng thống đề cử ông này vào chức vụ hồi tháng 5, ông Dunford thay thế tướng bộ binh Martin Dempsey là người được dự đoán từ chức vào tháng 9. Ông Dunford được phê chuẩn chỉ vài ngày trước khi gia lập pháp đi nghỉ hè và sau khi thượng nghị sĩ dân chủ Kirsten Gillibrand bỏ qua việc cầm giữ của bà đối với ông để cho phép việc phê chuẩn được tiến hành. Bà Gillibrand vận động việc bỏ truy tố các vụ tấn công tình dục trong quân ngũ khỏi giới chỉ huy quân sự và đặt nó vào tay các luật sư độc lập. Bà cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã nói với bà rằng ngũ giác đài sẽ chia sẻ tin tức mà bà yêu cầu về tấn công tình dục tại căn cứ lớn nhất cho mỗi ngành quân đội. Hà viện thông qua dự luật gia hạn tài trợ xa lộ trong 3 tháng. Hôm qua, Hạ viện biểu quyết chấp thuận dự luật trị giá 8 tỷ Mỹ Kim để gia hạn tài trợ giao thông liên bang cho tới cuối tháng 10 và chuyển nó cho thượng viện chỉ với 2 ngày để cứu xét trước khi khoản chi tiêu cho đường xá và vận chuyển quốc gia mãn hàng. Dự luật được thông qua với tỷ số 385 trên 34 phiếu. Các thượng nghị sĩ được dự đoán chấp nhận việc ngăn ngừa gián đoạn về chi tiêu cho hạ tầng cơ sở trong mùa hè bận rộn xây dựng này. Hạ viện ngưng họp để nghỉ vào tháng 8 theo truyền thống sau cuộc biểu quyết. Các thượng nghị sĩ dự định ở lại Hoa Thịnh Đống trong tuần tới và lãnh tụ khối đa số thượng viện Mitch McConnell hứa sẽ hoàn tất dự luật giao thông 6 năm để khởi sự cuộc điều đình cho một dự luật sau cùng. Cuộc tranh đấu về tài trợ đường xá đã xuyên qua cả hai đảng với việc phe công hòa tại lưỡng viện đấu chọi lẫn nhau và phe Dân chủ cũng chia rẽ tại thượng viện. Phe Cộng hòa tại Hạ viện hồi đầu tháng này đã chấp thuận gia hạn tài trợ 5 tháng, tìm cách kéo dài thời gian điều đình với tòa Bạch Ốc về dự luật dài hạn được tài trợ bởi cải tổ thuế. Nhưng thay vì cứu xét dự luật 5 tháng đó, ông McConnell điều đình một dự luật tài trợ dài hạn với thượng sĩ Barbara Boxer và nhanh chóng mang nó ra trước toàn viện. Trong khi dự luật này vẫn được kỳ vọng thông qua thường viện, nó lại nhận được sự hờ hững của Hạ viện. Với lãnh tụ khóa đa số Hạ viện Kevin McCarthy từ khước mang nó ra biểu quyết, ông McConnell cho biết thường viện sẽ phối hợp luật mà họ thông qua với những gì mà Hạ viện chấp thuận và sau đó sẽ chuyển dự luật thống nhất cho Tổng thống Barack Obama. Ông Boehner ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm Mỹ xuất cảng dầu Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm qua đã bày tỏ lần đầu tiên sự ủng hộ của ông dành cho việc bãi bỏ lệnh cấm 40 năm qua về xuất cảng dầu thô nội địa là một xuất tiến có thể tạo sinh khí mới cho một dự luật tại nghị viện của ông. Ông Boehner tuyên bố với báo chí rằng nếu Iran có thể trở lại xuất cảng dầu thô theo thỏa ước mà Hoa Kỳ và các cường quốc khác đạt được trong tháng này về chương trình hạt nhân, thì Hoa Kỳ không nên là nước phát triển sau cùng trên thế giới với lệnh cấm tự đặt ra về xuất cảng dầu. Theo ông, việc tiêu ủy lệnh cấm này sẽ tạo ra một triệu việc làm giúp hạ thấp giá xăng cho khách hàng và là tốt cho các đồng minh. Những người ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm nói rằng nó có thể giúp Đông Âu có được nhiều nguồn cung cấp dầu thô khác nhau ngoài Nga. Nhưng một số nhà chuyên môn nhiều lần cho rằng việc làm như thế sẽ cần có thời gian vì nhiều nhà máy lọc dầu Âu Châu đã đầu tư để dùng dầu của Nga và vì khả năng nhập cản dầu thô của Mỹ cần được tạo dựng. Những nhà sản xuất dầu Mỹ hy vọng quốc hội sẽ tiêu hủy hạn chế mậu dịch mà họ cho rằng đã dẫn tới tình trạng thẳng dư dầu vốn đe dọa làm tắc nghẽn sự bùng phát khoan dầu. Một dự luật được đề trình năm nay bởi dân biểu Joe Barton có 110 người đồng ý bảo trợ tại nghị viện gồm 435 thành viên. Ông Ben cho biết Hạ viện sẽ làm việc trên dự luật năng lượng rộng lớn hơn khi họ trở lại hoặc sau kỳ nghỉ tháng 8. Không rõ là Hạ viện sẽ cứu xét dự luật của ông Barton trong mùa thu này hay có thể là về sau trong năm. Thủ tướng Anh viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên, ông David Cameron, hoan nghênh giao thương phát triển nhanh chóng với Việt Nam vào ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm đầu tiên của vị Thủ tướng Anh tới nước Cộng sản này, khi một số thỏa hiệp kinh doanh quan trọng được ký kết, lên tiếng tại Hà Nội trong cuộc họp báo sau khi hội kiến với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, ông Cameron cho biết, mậu dịch song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong 3 năm qua, nhưng nó vẫn chỉ thể hiện 0,5% tổng số giao thương trên toàn cầu của Anh. Thỏa hiệp bảo trì trị giá 8, 580 triệu Mỹ Kim giữa công ty chế tạo động cơ máy bay Rolls-Royce và hãng hàng không Việt Nam đã được ký kết hôm qua, thỏa hiệp cấp công cổ phiếu 20 năm trị giá 156 triệu Mỹ Kim giữa công ty Prudential và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã được ký, cũng như một thỏa thuận khác về dầu khí. Theo ông Cameron, Anh Quốc còn đồng ý nới rộng khoảng nửa triệu Anh Kim về tín dụng cho Việt Nam để phát triển hạ tầng cơ sở. Ông Cameron đang trên chuyến công du 4 ngày tới Đông Nam Á với chú trọng về mậu dịch khi Anh Quốc tìm kiếm thị trường mới trong vùng đang phát triển nhanh này được tháp tùng bởi 30 nhà lãnh đạo kinh doanh Anh và Ngoại trưởng về Giao thương Francis Mould. Ông Cameron thúc giục cho các thỏa hiệp trị giá hơn 1,2 tỷ Mỹ Kim trong chuyến đi vốn đã đưa ông tới Nam Dương và Tân Gia Ba. Ông Cameron hội kiến với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Trên nghị trình còn có phần thảo luận về cách cải thiện sự hợp tác trong nạn buôn người. Việt Nam là một trong năm nước hàng đầu xuất phát việc buôn các nạn nhân vì thành niên tại Anh Quốc. Các chuyên viên cho biết hàng trăm trẻ vị thành niên Việt bị đưa tới Anh Quốc mỗi năm thường làm việc tại các xưởng thuốc marijuana. Mỹ chấp thuận việc có thể bán phi đạn trị giá 5,4 tỷ Mỹ kim cho Saudi Arabia. Hôm qua, Ngũ sắc đài cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa chấp thuận việc có thể bán cho Saudi Arabia thêm các phi đạn PAC-3 trị giá 5,4 tỷ Mỹ kim do công ty Lockheed Martin chế tạo. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng nói rằng thương vụ này sẽ có lợi cho nước bạn chính yếu của Mỹ ở Trung Đông. Văn kiện thông báo cho Quốc hội được gửi đi hôm thứ ba và theo sau thỏa ước hạt nhân quan trọng với Iran. Việc chấp thuận bán phi đạn có thể giúp Trấn an Saudi Arabia về cam kết của Mỹ cho nền an ninh của họ. Cơ quan Lockheed Martin cho biết phi đạn PAC-3 bảo vệ trước các phi cơ và phi đạn hướng tới và nó hiện được sử dụng bởi Hoa Kỳ, Hòa Lan, Đức, Nhật, Đài Loan và United Arab Emirates. Trưởng cơ quan TSA hứa khép lại những sơ hở an ninh tại các phi trường. Vì Tân lãnh đạo của cơ quan quản trị an ninh vận chuyển hay TSA tuyên bố hôm qua rằng ưu tiên hàng đầu của ông là khép lại những cơ sở an ninh tại các điểm kiểm soát ở phi trường, là nơi một báo cáo nội bộ cho thấy 96% các cuộc thử nghiệm chìm đều thất bại. Ông Peter Nefenger, vị tân quản trị viên mới nhậm chức 4 tuần lễ, nói với một ủy ban quốc hội rằng các nhân viên TSA ở tuyến đầu sẽ được huấn luyện vào tháng 9 để tránh những nguy cơ ngầm đưa tới sự thất bại đó. Giới lập pháp mở cuộc điều trần tại Hạ viện liên quan tới một báo cáo của Bộ Nội an cho rằng những nhân viên khám xét phi trường của cơ quan TSA không phát hiện được những vũ khí bị cấm tại 67 trong 70 cuộc thử nghiệm ở hàng tá điểm kiểm soát phi trường. Bộ trưởng Bộ Nội an Jay Johnson đã bổ nhiệm lại quyền quản trị viên TSA hồi tháng rồi và loan báo những bước cải thiện an ninh phi trường. Ông Nefenger, cựu phó đô đốc vệ binh Duyên Hải, cho biết cơ quan TSA cũng sẽ cải thiện thủ tục khám xét nhanh chóng và siết chặt việc giám sát thiết bị an ninh. Iraq thờ ơ với đề nghị của Mỹ về chiến cựu. Chính phủ Iraq chỉ chấp nhận một phần nhỏ chiến xa mà Hoa Kỳ đề nghị cung cấp cho họ, cho thấy giới lãnh đạo ở Baghdad cùng nhau nắm giữ đất nước một cách vô vọng giữa cuộc tấn công dữ dội của tổ chức quốc gia Hồi giáo có thể cố nhân nhượng nhiều vấn đề. Quân đội Mỹ đã dự trữ hơn 3.000 chiến xa tại nước Kuwait kề cận, phần lớn là loại chống mìn và bảo vệ trước sự phục kích, được biết là xe MRAP, vốn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến ở Iraq và ở Phú Hãng. Hơn 6 tháng sau đó, chỉ có 300 chiếc MRAP thực sự được đưa tới cho chính phủ Iraq gây thắc mắc cho các nhà quan sát về lý do tại sao nước này bị vây khốn lại không chấp nhận thỏa ước nâng cao sự phòng thủ và cải thiện quan trọng cho đội ngũ xe lỗi thời của họ. Các viên chức quốc phòng không đưa ra lời giải thích ngoài con số cuối cùng là tất cả những gì chính phủ Iraq yêu cầu. Số 300 chiếc xe MRAP được cung cấp thẳng cho chính phủ và lực lượng an ninh Iraq từ kho dự trữ ở Kuwait và số còn lại đã được gửi về Hoa Kỳ những vật dụng khác mà Mỹ cung cấp cho Iraq, bao gồm dụng cụ tình báo và theo dõi, tủ lạnh, nhiên liệu và máy phát điện. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin và tình đồng xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị nơi mà bè bạn thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón chỉ có ở sông bài live always live always on Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu nam vang, mì khu đồ biển, nem nướng kali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặc tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center 6793C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn, điện thoại số 703 534 Eden hay 703 534 3336. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe đường dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 30 năm vùng hoa tỉnh đốn. Traditional Auto Body đảm trách các dịch vụ. Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị, chính xác, nhanh chóng và miễn phí. Minh Auto Repairs, nhận sửa tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc bán mua, đổi xe cũ, bảo đảm 3 tháng, giới thiệu chương trình mua xe, mới hình đây với giá hợp thời trang và vừa túi tiền. Xin liên lạc Anh Minh Professional Auto Body 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Beauty Device Salon, salon, skin care, hair, facial, nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng Deepon và thẩm mỹ viện Ngọc Minh, uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam, nhóm thợ của tiệm diễm trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 7032418022 hay 7032373999. Ngọc Minh kính mời. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự hội Tết Trung thu 2015 do cộng đồng người Việt quốc gia Solot và gia đình Phật tử Thiện Sinh chùa Liên Hoa tổ chức. Vui chơi cho các em thiếu nhi trong cộng đồng, gồm nhiều trò chơi như múa lân thi lòng đèn tại Mission Church 3100 Drive Charlotte North Carolina 28209 vào Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2015 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Mọi chi tiết xin liên lạc Thu Hương 7046077761 Ryan Hồng 9492436277. Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển đạo cao đài tòa thánh Tây Ninh tại Hải ngoại, Hội Cao đài Foundation vùng Hoa Thành Đốn đã được thành lập với sự hỗ trợ của Ban Thế đạo Hải ngoại và cơ quan đại diện Cao đài Hải ngoại Tòa Thánh Tây Ninh. Hội được phép hoạt động có nhiệm vụ hình thành cơ sở hành chánh đạo và thực hiện kế hoạch xây cất thánh thất tại vùng Hoa Thành Đốn. Chúng tôi xin kính mời quý đồng đạo ở khắp nơi, nhất là vùng Hoa Thành Đốn vui lòng đến liên lạc tại địa chỉ 304 Hewitt Avenue, phòng 302A, Fortress Virginia 22046 hay điện thoại 703 942 5673 hoặc email cao đài foundation gmail.com.